Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng vừa phát đi thông báo về việc làm giả và tung tin về văn bản của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố để thổi giá đất tại quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ. Công văn giả này ghi số là 738 trên 2018, ngày 31 tháng 10 năm 2018, cho là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ ký với tiêu đề phê duyệt hình thức đầu tư xây dựng đối với công trình cầu nối từ đường Bùi Tá Hán qua khu đô thị sinh thái Hòa Xuân và nơi gửi của văn bản giả này là đến các cơ quan bao gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ và Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định đây là văn bản giả mạo, không phải văn bản thật. Mục đích của việc tung tin và đăng tải văn bản này với ý đồ tạo cơn sốt đất trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ. Các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ. Những người có nhu cầu mua, bán đất tại khu vực trên cần cảnh giác trước việc tung tin thất thiệt để thổi giá đất lên cao ngất ngưỡng nhằm trục lợi. Trước đó vào đầu tháng 10 năm 2018, một cơn sốt đất cũng diễn ra trong khoảng 2 đến 3 ngày tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, khiến nhiều nhà đầu tư cười ra nước mắt.